Hello, xin chào quý bà con chăn nuôi, xin chào các bạn nhé. Rất nhiều bà con chăn nuôi, rất nhiều quý anh chị đại lý hỏi bác sĩ Hùng là cái sản phẩm TST P201 của công ty cổ phần thuốc thú y TST của bác sĩ thì dùng để điều trị các cái bệnh gì. Thì hôm nay làm cái video ngắn chia sẻ với các bạn là cái P201 này dùng trong rất là nhiều các cái trường hợp, đặc biệt là các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa. Và với con vịt thì đặc biệt là liên quan đến vấn đề E. coli ghép bại huyết trên vịt. Đấy, đây là một sản phẩm siêu phẩm rất tuyệt vời, được bào chế bởi hai cái sản siêu phẩm, đó là Ceftriaxone dạng bột và Gentamicin dạng nước, đặc biệt có thêm cái hệ tá dược axit clavulic chống nhầy thuốc. Đấy, nên là cái đàn ngan đàn vịt nhà các anh chị mà bị E. coli ghép bại huyết ấy, thì anh chị tiêm vào nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái vấn đề nhầy thuốc kháng thuốc. Đấy. Đấy, còn lại với các cái đàn gà mà chăn nuôi theo hướng quy mô công nghiệp thì anh chị có thể sử dụng cái sản phẩm này để tiêm trong các trường hợp là đàn gà của anh chị bị hen ngáp ORT hay là bị hen khò khè khó thở CRD CCRD, đấy, hen ghép E. coli đấy. Đấy thì anh chị có thể sử dụng cái siêu phẩm này. Với con heo thì anh chị có thể sử dụng cái P201 này trong cái trường hợp và điều trị cái hô hấp phức hợp trên heo thì cũng cho cái hiệu quả điều trị vô cùng tuyệt vời, mà chính tay bác sĩ Hùng đã điều trị cho rất là nhiều ở đàn heo, đàn gà cũng như là đàn ngan, đàn vịt nhà anh chị, mà cho hiệu quả cực kỳ là tuyệt vời. Nếu như mà đàn heo, đàn gà, đàn vịt nhà các bạn mà đang có hiện tượng E. coli bại huyết hoặc là hô hấp phức hợp đấy, hoặc là bị tiêu chảy nặng mà lâu ngày không khỏi, hãy liên hệ ngay bác sĩ Hùng để sở hữu cái sản phẩm TST P201 này, giúp cho giải quyết dứt điểm cái vấn đề bệnh tật trên các cái đàn gia súc gia cầm cũng như là thủy cầm của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo bác sĩ Hùng. Cảm ơn các bạn.